Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn xem kênh Nắng Đẹp Miền Tây nha. Xin chào cả nhà. Dạ, hôm nay thì mấy chị em mình xuống nhà chế Hai chơi nè cô chú anh chị. Thì cũng lâu lắm rồi chưa có ghé thăm nhà chế Hai. Lần nào xuống U Minh là cũng phải xuống ghé thăm nhà chế cái mới được. Ghé ăn chực cái rồi mới về. Thì chế Hai lập gia đình gọi cô chú anh chị nên là ở riêng với nhà anh Bồn. Thì từ nhà của anh Bồn xuống nhà chế Hai thì khoảng 15 cây cô chú anh chị. Hôm nay mấy em xuống kiếm luôn chứ hai khỏi lên trên kia. Ngày của chú mua hả? Ừ. Sáng người ta làm mới làm gọi luôn nè. Bánh kẹp hết chứ, bánh kẹp cuốn. Bánh kẹp này ngon nè. Nó giòn mà nó béo của chú anh chị. Ở đây chế có chuẩn bị trái cây nè. Nãy em đi chợ là thấy mặn em tính mua nữa rồi đó. Vậy đó hả? Dạ. Ở đây là có mớ gạo với đậu bắp. Do là hôm nay mấy chị em cũng đem xuống một con vịt xiêm. Anh Bồn với lại anh Hai đang bắt nước lên chuẩn bị bằng vịt ở ngoài ạ. Còn đây mình sửa soạn gạo ra. Này có vịt có chao nè. Mình làm được hai món luôn á chế. Vịt làm hai món. Nó chạy chứ thấy vịt nặng luôn. Vịt tới 4 kg lận. Ôi là chị. Vịt trống 4 kg. Thôi mình đem đồ này ra ngoài ha. Lật luôn ra ngoài rửa đi. Này hai bé của chị Hai đi học hết trơn rồi. Nãy chút về nhé thì chị lấy được giúp chị. Đây anh Bồn đang làm gì đó. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mới đi ăn chợ nhỏ rồi ha. Nhỏ, ăn chợ này thấy cũng hơi bự à. Ủa với anh Hai có nuôi vịt không? Không anh à. Phải có nuôi vịt là đó rồi. Rồi chưa khui nữa nói bể. Chưa khui nữa nói hỏi vịt rồi. Ủa nãy em chồng anh nói rồi. Bể luôn. Vịt bự lắm. Nãy giờ em cũng chưa thấy con vịt. Coi chừng nghe, coi chừng ra bay mất tiêu nghe. Quá thứ vịt rồi. Có sừng đó. Ừ. Quá thứ. Ôi ôi ôi. Nét mặt. Rồi. Quá. Con vịt này là có mấy ký anh Bồn? 4 ký. 4 ký là nặng lắm chứ. Chim trống. Dạ em làm 4 món cũng được. 4 món vịt 4 món. Vô kho gừng nữa. Ừ chắc cho làm 4. Này nhiều lắm con vịt này chặt ra nhiều lắm. Hai cái cánh không là làm được món rồi đó. Mấy hai cái đùi làm món nữa. Cái đầu làm món nữa. Lục xả. Còn cái mình làm tới đâu 2-3 món rồi. Tính quá trời tính rồi. Dữ vậy. Tại sao giờ mình làm sao? Mình làm vịt. Xúm nhau làm mới được, vịt này hơi bự ạ. Vịt này bự quá. Con chào ông bà cô chú. Dạ trong thời gian mà để nước sôi để làm vịt thì mình đi nghe vừa mình thấy ít rau của chú anh chị. Mà mùa này xuống nhà chế thì chỉ có hành lá là tốt nhất thôi. Mấy cái rau tháng nước rau cần rau rồi là không còn rồi đó. Là cái tháng này là tháng hạn đó chứ. Ừ, tháng hạn. Tháng hạn không cây có gì không? Ủa, cũng có trái gì trong rau cần có được ít xài cho bé xài ăn. Còn chứ xài nó ngon cái tầm. Thấy nó vàng vàng đó chứ. Xài đó. Ủa, ok. Này kêu bằng xài bưởi á. Bưởi. Cái cây đều của trái ra bông kìa. Còn Nga kêu bằng xài hôi á. Xài hôi. Trên cạnh em kêu bằng xài hôi. Vậy là nó vàng cho ta em thấy nó vàng hết trơn rồi đó. Kêu xè hôi nhưng mà cái mùi nó thơm á. Hành của chế trồng nè. Thấy ở đây với lại ở nhà của anh Bồn là hành lá là không cần phải mua luôn á. Trồng là có quanh năm luôn. Hành của chế trồng chế không tốt còn chứ mẹ. Sao để xài đây? Thảo leo lên không? Có cây me đó kìa. Cái này cây đều hết chế. Cây đều chế. Ồ nó ra bông nhóc chưa kìa. Đó chế bự bự vậy nè. Ồ sao nó ra bông mà nó không mà có trái. Chế trồng nó ra trái quá trời luôn mà không ra. Chế trồng nó mới không ra đó. Xuống nè chế để hành không? Ừ, nè ăn hành. Chế cho hành. Thảo ra tay Thảo. Leo mới xài chế. Ủa kìa còn cái này cái gì ta? Cái điều. Cái điều hả? Điều đỏ, cái trái đỏ bự luôn á. Cái điều có bông quá trời luôn nè. Mà chưa có trái nè. Cái này chắc leo lên cây quá. Ừ. Nó thơm nè. Coi chừng, coi chừng. Đồ con trái thì ôi, xài trái già hết trơn kìa. Ông má lấy đồ chọc đi chế ơi. Thả ra con vịt này đi. Ôi ôi. Nè nè, đứng dưới một té. Cầm kìa hả? Này chắc già hết rồi hả chế? Sao lưng nè? Sao lưng chế kìa, sao lưng chế mấy cái trái già kìa. Ơ ừ, Thảo. Không sao, không sao. Chuyện qua em nè. Trái sao lưng chế mấy trái vàng khe kìa. Như lại già chưa ta? Hay là già đó. Ủa, lâu như vàng nè. Ừ. Thử có thơm không? Trái gì đây là bởi đó con mẻ vô là nó chín à. Chín luôn hả? Thơm hả? Ồ trái cho nó chín. Nó già nó ngọt, xài này già ngọt. Trái hết đu cây luôn. Đúng
Mày thả cho chấm chế luôn. Được rồi chơi. Rồi. Được rồi chơi. Đúng sang của chú thì đã trái cho nó vàng vàng. Cô Trần. Không được rồi, không được rồi, xuống không được rồi, đi xuống. Quá. Cái này phải có lòng á, bẻ được. Ở trên kìa kìa, ở trên kia trái. Ở trên kia trái vàng quá trời luôn. Ủa cây xài tứ quý của chế ở đâu? Ở mé bên kia cũng có trái. Vậy hả? Ủa bông này bông gì chế? Ồ quá trời cái mùi nó thơm mà chế ơi. Bông đó là bông cây. Lá cẩm, lá cẩm nè. Lá cẩm hồi đợt Tết mình có bánh tét nè. Lá cẩm này khác với lá cẩm trên em nè. Quá trời cái mùi nó thơm dữ rồi. Cây xài năm trước mấy đứa bẻ có được có mấy trái. Cái đó chứ. Ừ, đó được có mấy trái xài bơm á. Ừ, nó đang ơi có nguyên chùm gốc luôn kìa. Bẻ à? Nên chắc nghiện. Chưa làm món chính thôi chắc nghiện. Ê xài 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 tôi chứ có con trái kìa. Vàng dữ trời. Ông xài, xài, bự xài, xài bơm, xài này xài bơm nè. Bự lắm chứ. Xài bơm xài út nè, ở đây nè. Wow. Chế cho mát tay quá. Ôi trời ơi, đừng ấy lắm. Xài đúng vàng nè. Kiếm vàng bua cái cốc của nó kìa chế. Bắt kiến vàng cho mình làm muối đi. Ở nhà chế cái miếng vườn miếng đất ở đây nó cũng không có bự lắm mà chế trồng đủ loại cây luôn á. Hả cái gì vậy? Chế xài. Đây, ủa nãy giờ không thấy luôn hả? Nãy cô thấy rồi. Rồi chế trồng cái cốc nè, cây xài, cây mít. Rồi cây điều, cây me. Nãy mình không lấy gỗ ra mình đựng cốc kìa. Chiếc xe sao lên đọt cây luôn rồi. Xe này của bé Phúc quá. Đừng thảo, có mất xe mấy cái bánh xà rồi. Cái xe lên đọt cây. Hẳn giờ chứ tưới nó mới ra bông hơi hơi à. Em thấy đang vô mùa điều, em thấy người ta ăn quá trời cũng thấy thèm. À, ở ngoài kia nhóc bông luôn. Bông gì? Bông điều hả? Cốc. Bông cốc. Cốc. Để em nhổ luôn. Rồi đi vô. Tranh thủ bằng dịch nè, con dịch nó mặn cũng hơi lâu đó. Ủa bao nhiêu đi, ăn nhiêu cốc này, nhiều lắm cốc này giả chứ. Con trái này muốn chín luôn nè. Để được không? Vàng nó còn buông động. Ở trên đọt, ở trên đọt nó vàng chưa? Ừ, vàng chưa. Chế làm cái cây rồi. Rồi kìa mà chưa có gác cọng dây vô móc chưa được. Xót được con trái. Nãy giờ trong đây mà anh bồn cũng tranh thủ làm là muốn hết con vịt rồi. Này cũng đỡ con hết rồi. Nay nấu gì có xài dừa không? Trời ơi, cần dừa luôn á anh hai. Ờ nè, em nấu vịt nấu chao. Dạ hả? Ờ anh hai kiếm dừa ở đâu hồi nãy giờ em coi quả không có, không dám hỏi luôn. Đi hơi xa một chút. Đi ra ruộng luôn hả? Gần gần nhà không có, đi hơi xa. Ờ tại được hổm lên á là ở phía trước nhà anh hai là có cây dừa trái nhiều lắm cô chú anh chị. À, thấy trái xung tê luôn mà bữa nay lên thấy nó không có trái nào không dám hỏi luôn. Tại hôm nay hạn quá trời cái nó ít trái lại. Ở dưới đây có mùa hạn ngộ quá ha. Ừ. Mùa hạn cái không có trái rồi cây cối này kia nó khô queo chưa mà. Dừa nó cái trái nó không tốt, nắng quá. Ở trên em thấy mùa nào cũng vậy, mùa nào cũng nóng hết trơn. Mùa nóng quanh năm. Mùa nóng và mùa nóng hơn. Hổm cái mùa mưa đó là ăn không hết, mất kiểu như chia lại bớt người ta ăn. Cái mùa mưa là cái mùa vậy? Nước lên đó hả? Ừ, ở tháng 4, tháng 5, tháng 6 rồi là có mưa xuống đó. Bán dễ dễ cho người ta uống. Giờ tại mùa này nước mặn nó vô quá, đâu còn nước ngọt đâu mà mấy cây này tốt được. Hiện tại là vòng vòng dưới sông là nước mặn hết rồi. Vậy là ở đây có năm có mùa nước mặn, có mùa nước ngọt ha. Mùa mưa thì nước ngọt vậy ha. Mưa nước ngọt. Từ tới tháng 12 dài cho tới tháng 5, tháng 6 là cũng còn hơi mặn mặn. 12 lại vô nước mặn. Bởi ở đây mình nuôi tôm rồi cái tháng 8, tháng 9 nước ngọt cái làm lúa. Là trồng lúa là cũng trồng cái vuông đó luôn hả nè? Ừ. Vậy là thằng có mùa thì trồng lúa, mùa nhưng chưa đi cơm. Ừ. Mình nghĩ trồng nhỏ hơn trên mẹ. Nhỏ hơn tốt hơn. Vậy là dưới đây là chế trồng tốt nhất rồi đó. Vòng vòng đây là... Đây là có hạn rồi đúng không? Ừ.
Ở trên nhà anh bọn thấy chiều là cô tưới lắm à, chiều nào cũng tưới luôn á. Chế đây bữa nào cũng tưới, chẳng ướt nhẹ chứ. Nóng quá mình không tưới nó hóc, nó không tốt. Nhiều khi đi về tới 8 giờ tối cũng tưới luôn. Giờ cũng bằng sạch sẽ rồi cô chú anh chị. Giờ Nhi sẽ ướp nha. Nhi sẽ ướp cái phần nấu keo. Chờ cho anh miếng nha. Rồi. Bồn hôm nay ra tay ướp vịt nướng. Ướp nướng này chắc cũng gần cái ký. Ừ. Vịt quá trời luôn. Nãy tính là làm mấy món luôn. Bảy món. Bảy món. Nãy lựa lại mấy miếng thịt nè, mình nướng cho nó ngon. Ừ. Cho đường vô. À, ướp chao thì như cho chao chứ không có cho nước mắm nữa nha. Có mấy cục dày này hồi chứ không biết nướng. Cái đó nãy anh chẻ làm hai nữa được. Không, mình nướng rồi cái mình chẻ ra cho dễ nha. Chao này chao môn. Chao môn bình thường chao môn mà ngon á. Chao môn nè. Cho miếng nước vô. Miếng nào miếng ấy nó cái đẹp môn đó. Này nó đều xào hay là mình chắc bỏ vô luôn, khỏi chiên luôn chứ. Bỏ luôn hả? Bỏ luôn, bỏ vô luôn đi. Chờ này chiên cái mất công nữa. Ngoài ớt bịch này mà bịch này bạch chắc ớt đủ rồi. Có nhiều thịt đó, nhiều rất bịch đổi. Hai bịch là nhiều lắm, hai bịch nặng lắm. Nhà bé Thảo Diễm Phúc thích ăn thịt nướng này chứ mua vậy chứ để sẵn đi. Để sẵn phải gì hỏi chế có. Chứ hồi nãy em tính nướng sa tế, không có sa tế. Trời ơi, tỏi băm với hành băm này vô. Này mình xài có 2 trái hay 3 trái hay sao? Chắc 3 trái mới đủ rồi nè. 3 trái là nướng rau nữa. Hôm nay mới kiếm được 3 trái, xài hết 3 trái luôn. Sao bánh lọt? Sao bánh lọt à? Đây xin sáu lọt bán thôi kêu bạn gì vậy? Bánh lọt xin sáu à? Cho anh bán bánh lọt lên hình luôn. Đồ mà chạy nhanh quá, người ta chưa kịp. Đúng rồi. Suy nghĩ mua hay không mua chạy. Không biết suy nghĩ mua món gì nó chạy mất tiêu rồi. Anh trên em thì có bánh mì Sài Gòn. Nó giòn. Nó giòn vậy đó. Chạy xe điện á, chạy cái dèo cái mất tiêu luôn. Ngoài này cũng có bán mình này bánh mì Sài Gòn nữa nè. Bánh này em thấy cũng vừa ăn rồi nhưng mà mình nêm thêm tí xíu. Bịt cái thơm nè. Bột ngọt ngoài này không ta? Dần một xíu cho nó đậm đà. Sông này là thông với sông sau nhà cho nó. Nó không phải thông nhưng mà nó chung cái nguồn nước. Em thấy nước phèn nước nó rất mặn vậy. Tháng này tới phèn á, chứ vài bữa nữa. Tại vì đây đi đâu gặp xong cái cũng hỏi là nước này nước gì. Hai người thôi mà đó. Mùa này chảy với hồi hồi đó. Thì thịt nó ướp lên nó màu đẹp quá ha. Mấy cục này dày quá, hồi mình nướng sơ cái mình cắt lên. Cắt không đều tay nổi. Có lửa kìa, bây giờ mình bắt lên mình nấu vịt nấu chao trước đi. Vịt nè, nấu vịt nè. Mình ra trước cửa mình nấu ăn người ta thấy. Mình nấu cho biết hoài ta không thấy. Rồi mà này em thấy mát hơn nè, có gió. Rồi phụ phụ vô đi. Trời ơi, hương thơm. Không ngào ngạt. Để em mày thấy giống đi nấu đá. Nấu đá người ta nấu hơn trước không nè. Này giống mùi ngũ vị hương quá ta. Đem xôi chứ xíu, xíu, xíu. Bữa hổng bẻ mấy trái đầu gồng với chao bữa nay trái nữa không? Trái nữa đi, ít nước quá. Vịt này chắc là nấu lâu lâu á. Ừ, vịt này vịt chấm gì nó hơi cứng. Chắc mình thêm nước nữa quá chứ. Trái em thấy cũng cho nó sôi gút đi, mình hả thêm.
cho nhau nè. Cho mau nè, đang ngắt quên. Nó sôi tốt bệnh ha. Quá trời sôi luôn. Thôi ọc 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 ọc. Khoan này mà nó chịu cháy rồi đó, nóng rồi ha. Cái lò này chắc lâu xài cái gì mà bữa nó cháy gì mà nó không nóng luôn. Cái ở dưới cái dĩ chứ thấy nó lỗ nhỏ. Cái khoai này cho vô luôn hả ta? Dịch mềm chưa? Dịch mềm chưa? Chưa biết nó dịch mềm chắc cũng lâu mềm. Nãy giờ sôi cũng lâu rồi. Trời chơi sôi thêm tí nữa đi. Ừ, mình ăn cho nó. Đó trời, miếng huyết nó chất lượng rồi kìa. Bên này cũng hấp dẫn lắm mà. Miếng dịch đó eo à. Lò nướng này của mình thì nhỏ, nướng từ từ. Nướng kệ, mình vừa nướng vừa ăn cũng được á. Cho khoai vô luôn. Rớt một cục là trừ cục nữa nha. Từ từ thôi. Ngồi nướng mà nướng miếng muốn chết. Ăn đi, có ai cấm đâu. Nãy giờ tính ăn cục thịt sống. Nướng ngang cái thịt heo ha. Đó tươi rồi. Hấp dẫn ghê luôn. Dạ giờ đồ ăn cũng chín rồi, như xin mời cô chú anh chị cùng dùng cơm nha. Rồi xin mời cả nhà luôn. Mời cả nhà dùng cơm. Cơm mời cô chú dùng cơm với gia đình con. Hai món nào cũng hấp dẫn hết trơn, giờ không biết thử món nào nữa. Ngày này cũng chưa dữ rồi. Quá trời miếng huyết nó chất lượng nó bự. Nửa tô luôn. Dịch xiêm huyết nó nhiều lắm. Em trắng miếng huyết ra đi. Chị Thảo. Cái tay đi, à, đổ không được cô chú, tay đi. Cô chú anh chị thông cảm nha, tại vì xiêm mà mình nướng lên là nó sẽ dai vậy đó. Mà ngon đúng không? Dạ. Ngon không, dai. Nó dai là dai cái da thôi chứ. Đấy, cái thịt nó không có dai. Mình mới nướng lên mình ăn liền luôn á. Thịt nó mềm. Hay, nhưng mà cô chú anh chị nha. Chấm chao. Ồ, quá chị dặn nữa. Ồ, ồ, ồ chứ. Hôm nay rất là dịch đó. Tới. Thôi không ăn được ngọt, mình dịch nướng mà ngon luôn á. Đó ngon. Tại Thảo ăn cái miếng da nó hơi dai. Tại vì em thích ăn thịt dịch nướng á. Ngoài nhà em thì đó là dịch nướng dai á. Khó ăn nên là ít nướng. Ngon rồi. Cái bạch ớt này ngon là vừa ăn luôn á. Dịch mình nuôi nhà với mà dịch xiêm nó cái thịt nó săn nó chắc vậy đó. Ăn nó ngon. Thơm. Còn mua được chỗ mà người ta nuôi nhà mình ăn mình thấy chắc ăn ha. Ừ. Còn ra chợ hôm nay em thấy người ta bán còn dịch bằng sẵn đẹp đẽ lắm nha. Bất lưỡng luôn. Ừ. Nhưng mà giống như là bơm nước á. Ừ. Càng mình nấu cái nó ra nước nhiều lắm. Còn con dịch này nấu chất lượng của chú anh chị dịch không ra nhưng mà nó bơm nước bây giờ mình nấu cái nước lúc lại chừng. Cái này nấy 100 nước vô thêm. Hồi sáng mà em tưởng nó cũng cứng đó chứ mà ai ngờ cũng được á. Ừ. Nó không cũng cứng. Vừa ăn rồi. Đáng lý ra nếu mà dịch chống cồn mà già thì nấu tầm khoảng 3-4 tiếng. Nấu theo lửa than nha, còn nấu lửa củi nhanh hơn. Mà cũng hơn, cũng hơn hôm nay dịch này nấu cũng mau ha. Còn nấu than nó sôi quá trời luôn. Nhiều khi mình nấu mình muốn nhanh mình cho cục nước đá vô. Thôi thì thay bột đi.
Ngon hả? Ngon không nói là luôn. Không nói nữa, không nói nữa. Con ăn cục đó biết ngay chân chỗ nào không Thảo? Đùi không dài không? Ngay cục đùi đó, nó mới dai dữ gì đó. Ngồi ngay cái ốc đó nó mềm không? Ngay cái đó ngay bắp đùi. Rồi ăn cục đó tàn bữa cơm cũng được rồi. Đỡ không rồi. Mình ăn mà nướng nó nghĩ mình nó không bị khô quá ha. Chứ thường người ta sợ mấy cái món nướng là tại vì sợ nó khô quá. Này miếng thịt nó vẫn còn mềm luôn. Ăn bồn nướng khéo tay quá rồi, chở liên tục. Nướng xong rồi bắt quay không cho ăn nữa. Này là do người nướng. Là do người nướng mà. Nhờ hên bữa nay mua chân con vịt này nó không già quá đó. Già quá thì nướng này chắc chắc thay luôn bộ gan á. Quá trời gỗ trái cây này ha. Chim ớt này. Sớm có ăn trái cây chiều cơm chứ. Trái cây này ăn chiều cơm no luôn á. Mà ăn trái cây chiều cơm thì lát là thịt vịt còn nguyên. Để ăn cơm rồi ha, ăn trái cây. Rồi chưa chín, chưa chín. Hên dữ ta. Nè, mấy cái này mềm nè. Chắc lượng anh chăng cục bự quá không? Cũng vừa vừa, đấu bự quá đâu. Vừa vừa. Ngay cục thịt mềm xèo. Nãy chứ cũng gấp ngay cái cục da nữa. Lâu lắm rồi mới ăn ly được nó cha lắm rồi. Cũng cả năm trời. Cũng lâu rồi em lâu lắm rồi đó. Tự nhiên không có nhớ tới cái món này luôn á. Món nào lâu lâu ăn cái mình ăn ăn lại ngon. Còn ăn trang ha, bữa dồn dập là ghiến. Bỏ luôn. Mày nấu lẩu chào nó ăn hết nổi rồi. Món này bên mình mới ăn mấy bữa trước nè. Cũng có từng. Ăn lẩu ngon chứ. Ngon. Nay lỡ người nấu rồi. Mà em nấu cách nấu chắc cũng giống chế nấu rồi không? Như bữa hả mình nấu bên mình nấu không có nước dừa hay vậy? Có mình nấu có. 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 Bữa anh đi chặt bẻ dừa trên vườn á. Hôm nay hết nhớ luôn. Quên à. Quên. Bữa đó bẻ quầy dừa bự đó. Vậy là lâu rồi quên. Bữa không có nước dừa là không ngon mặt. Mấy con tần. Ấy bữa bẻ quầy dừa điếc chứ. Quầy dừa mà nó bị hư hư. Mồm dẻo thôi luôn, béo. Mà có nó nấu quá. Gấp ra để nguội nguội ăn mới được. Trời dưới thằng nó dưới nó vàng kìa. Sao bỏ trên nó vàng mà dưới nó còn non vậy chết ha. Nó chín chưa đều, tại vì chín đầu này. Nắng quá nó làm như bị chín. Hả, trong bụng nó vàng kìa, nó thơm. Chín nát. Cuối giờ chứ ăn cơm xong rồi ăn tráng miệng trái cây. Trái cây là trái cây gì ta? Cây nhà lá vườn hả? Cây nhà lá vườn. Mặt này thì ngon, còn cóc nó xài thì nhà. Cóc cũng ngọt đấy. Cóc ngọt, cóc già lắm rồi. Chưa thấy miếng cây nhà lá vườn nào, chưa thấy trái không à. Cây dao này mà cóc chứ xài muốn nấu. Chứ xài nó chắc nha. Anh nặng trong muối hay bị lọc quá. Bị trong mặn nước nó nhiều. Thơm chứ.
cũng được. Được không? Ừ. Thấy thì thấy nó vàng cái kiểu mà già á. Ừ. Thảo ăn nào? Ăn tệ không? Ăn cái gì thì ăn cùi không? Ăn cái thì mới hả? Ăn cái hộp. Cạp cạp luôn ơi. Để nước miếng này. Cái muối này muối đi cô Quỳnh Nha ăn nha. Dạ. Muối Quỳnh Nha cho. Muối tôm. Để em kiếm tôm nha. Tôm cái muối dính vô rồi. Tấm không? Ừ. Thề thơm quá à. Ăn khúc trên đầu nó ngọt xớt rồi nha. Còn khúc dưới đít thì nó hơi chua. Bình thường khúc đầu nó đâu có ngọt. Khúc màu vàng á. Màu vàng ăn ngọt. Cái giòn mới hôm. Mấy cái tóc này dài dữ luôn. Vàng. Ăn đi. Ăn đi. Ở dưới chùa đó. ta lửa khúc dưới ta ăn trước, ăn từ từ lên cái khúc ngọt á. Má ăn cơm và ăn cái này chua hồi bụng ăn cơm nữa. Ăn cơm tép nữa. Để đây luôn đi chút ăn cơm nữa. Ăn cơm tép nữa. Ăn cái cốc này. Cốc này thấy già. Cũng chừng cốc ngọt hơn chứ thôi. Chừng cốc này già dữ rồi. Ngọt. Ra luôn chết. Cốc này cốc thái lắm. Để cái về cho nó dài chùm nó ra dài dài chứ ương chậm quá. Ngon hả? Thật nhiều lắm. Chậm ngon có trái lắm. Có không? Nên da trồng từ dưới mặt đất lên có chừng 5 tấc gì đó là có trái. Màu lắm. 6 tháng, 4 tháng. Chắc là thật nhiều mà. Cùi nó có bự. Kính cùi về nhà trồng. Mày nhà mình nó có chỗ nào trồng. Trên em khó trồng á. Em trồng ớt cũng không được nữa. Tránh là chứ đắt khô cằn nó đắt cát á mà. Tính nó không có lấy gì ra. Có cái ớt thôi mà chết lên chết xuống. Với lại giờ nhà sát nhau mà đâu có vườn như nhiều đâu. Sát thì không có chỗ trồng thì có mình mua phân mình vô chậu. Mà vô chậu trồng nó không tốt. Không hả? Hả ăn chua mà mặt không có thay đổi luôn. Ở nhà buồn buồn ra bẻ vô ăn hoài. Có luyện công rồi á. Với cốc nè, cốc ăn với còn có chùm một nè. Cốc ăn với còn cốc kính ha. Ừ. Cái màu nó cũng đẹp lắm. Hết luôn rồi nó dễ bẻ hết mọng thôi lấy xin về. Vài bữa xuống này giờ đang ra bông đó. Quá trời bông nẻo chưa hả? Thấy không? Nó bên nhà thấy thấy trái chín luôn. Bên đó thì bên dì ba thì chỉ tới cơm rồi con cháu gì nhiều lắm. Mà đâu đáng tính bụng với nha.